đống phím cơ ve chai này các bạn. Phím bàn phím ve chai, mình thấy có một cái phím cơ các bạn nhé, quả bot to bàn phím cơ. Đây có một đống laptop cũ nhưng mà mình lựa được không thấy được cái gì. Phím bàn phím của hãng đây cũng button, nhưng mà button này button đều. Đây, tiếp tục cơ các bạn, cơ button. Ui sao cơ nhiều thế. Ui, được hẳn ba cái bàn phím cơ ngon này. Quá trời nhiều, bữa nay vào đây đúng cái chai cơ này. Phím blue bỏ. Ở đây có mấy cái men của laptop nhưng mà chỉ có vỏ thôi, không có cái. Tiếp tục có cái bàn phím cơ nữa. Ui ngon quá. Cơ đây, bốn bàn phím cơ, cái này cơ lightning. Rồi có bốn cái bàn phím cơ. Nó F6 F6 của mẹ nào đây, F6 đây. Rồi F6 bốn cái bàn phím các bạn. Ui tha hộ. Này vào trúng quá, trúng bốn cái bàn phím cơ này thì tha hộ xài. Quá tuyệt vời. Bốn bàn phím cơ này về lấy như này, bốn cái này. Cơ có bốn cái. Hơi chuột rồi Hân, không thấy chuột luôn á, thấy phím không thấy chuột, đang tìm chuột cũng không thấy chuột đấy. À, đấy chưa thấy chuột nè. Để kiếm có, để lại cho một con cho. Để có một cái giga, giga 41, R41. 41 thì không cần nữa. Cái bàn phím cơ này, cả đống bàn phím cơ này, cơ quạt này. Còn gì nữa đâu. Rồi đây nha mọi người, hết cái đống đây mình mua 20.000 nha các bạn, họ để cho mình 20k. Một bộ bàn phím cơ này, hai bộ, ba bộ, bốn bộ bàn phím cơ các bạn nhé. À, 1 2 3 4 bộ 20.000 cộng thêm một cái ổ cắm này nữa, chắc ổ cắm này chắc cũng sửa được thôi. Đây phím cơ của hãng button này các bạn, button ba cái của button các bạn. Cái này thì có vẻ như kiểu đang còn các bạn này, đây. Có vẻ vẫn còn đang còn nút nghiêm chỉnh này. Cái ông button này thiếu một cái switch đây. Đây. Nói chung này những cái bàn phím này thì mình tận dụng các bạn nhé, mình tận dụng lại. Bây giờ mình sẽ đi vệ sinh đi, mình tận dụng lại, có thể là mình sửa được trước mắt thì mình xem thử là nó có bị hư cái gì không này. Nếu mà không hư gì thì có thể mình tận dụng bốn cái này, mình làm được ba cái bàn phím các bạn nhé. Đây. Ông này có một cái giải cũng hay các bạn. Đây này, đây ông lining thì ông khác tí này, còn cái ông button thì ba cái như nhau này, 1 2 3 này, button thì như nhau. Có cái ông lining này thì ông là lạ tí, không biết ông có cái gì hay không biết. Đây rồi, tổng quan các bạn nhé, bốn cái này mình mua hết 20.000 các bạn này. Cái phím button thì bà mình test các bạn thấy không đấy, hư cái này phím các bạn này, mình đã phần lần cây test thì nó hư này phím. Đấy, 1 2 5 đấy, cái này thì mình tháo switch ra mình vệ sinh là xong các bạn này. Đó, một cây, đây là phím cũ mình không tính đâu. Đây này, cắt ra. Đó, thử cái thứ hai xem sao. Đó, chuyển mục thử bật phím này. Đấy,
phiên bản kiếm Lightning. Lightning đúng không? Đây, mình cắm vào cái lỗ hiệu pin xem nào, lên không. Nếu mà có vẻ lên này. Đây, có vẻ không được các bạn. Hư này. Không lên này. Cái này mình dùng để lấy switch. Nhiều mà nên là cứ khá thoải mái thôi. Cái này bị gì không này? Lên các bạn, con này vẫn đang lên. Thì mình test lại xem sao các bạn nhé. Đây, mất phím này, F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, các bạn thấy bên này. Lên các bạn, lên hết, cái này có vẻ lên hết. Các bạn này, à, tốt, hầu như tốt thì các bạn này. Lên đều, để kép à, lên đều, T. Hư tê các bạn nhé, hư chữ tê này. Đây, hư chữ tê. U, I, U. Ơ, tê có mà nhỉ. Tê có. O, I. Rồi, này còn tốt. Is, tốt. Tốt các bạn này. À, tốt. Tốt đây. À, các bạn nào, đây chế độ nhảy các bạn này, in chế độ nhảy. Rồi, nhảy bạn thấy nhảy là nhảy, nó nhảy theo video thì không biết. Xa. Đấy, rồi tiếp tục. Cái này tốt này, tốt là mình cứ để vào đây. Dừng hết cái cuối cùng xem sao. Ông cuối cùng hy vọng là hắn vẫn tốt này, hư một cái thì. Rồi các bạn thấy tinh là ổn này. Đúng không? Đây các bạn thấy không? Đây này. Mình thử các bạn này. Test lần nữa xem sao. Một, đây các bạn thấy không? Rồi, nhân phẩm tốt các bạn này. Đấy, có thấy không? Rồi, có vẻ tốt, vẫn đang học tốt. Bây giờ mình chỉ vệ sinh lau qua thôi. Vậy các bạn nhé. Đó, mua 4 cái bàn phím thì hư một cái. Hư cái ông Lai này. Ông Lai này không biết là ông hư cái dây hay là hư cái mạch cũng chưa biết này. Mà tạm thời trước mắt thì mình test sơ qua đang còn bụi. Mình chỉ là đang bụi này. Test thì là 3 cái sống 1 cái chết. Rồi nha các bạn nhé, cảm ơn các bạn xem video, hẹn các bạn clip sau, bye bye.